Đây là 100 viên, 100 pin báo nha. Mình nhập về 100 pin báo quý vị. Cái này là từ xà báo pin là từ 2S cho tới 6S nè, ra 1S luôn ha. 1S tới 8S luôn quý vị. Đây. 1S tới 8S ha. Đa số những ngày chơi cái dòng RC này là thường thường nên có một cái nha quý vị, không có bao nhiêu tiền hết đó. Cái này không có bao nhiêu tiền, nó chỉ cần 30.000 thôi. Và các bạn đi đâu thì sạc pin, mình chơi nửa chừng mình biết pin xuống bao nhiêu thì mình đi diêm vô ha. Rồi nó còn cái chế độ thứ hai là cảnh báo pin, có nghĩa là ở mức nào đó bạn cài đặt ở đây là bạn nhấp một cái, ví dụ pin 2S, S1, S2. S1 thì chừng 3.6, đây là nó báo pin bít bít, là bạn nhấp chớ là nó cũng mặc định, hoặc là trên đây nó cũng có cái mặc định xuống pin 3.6 rồi. Tuột xuống là 3.5 nó cũng báo rồi quý vị. Nó báo pin là các bạn chuẩn bị sạc ha. Pin lipo là vậy, nếu mà không có các bạn không có test, không có kiểm tra thường xuyên là pin lipo rất là bị phù và hư ha. Cho nên cái này không có đáng bao nhiêu, dân chơi thường thường ở RC là hầu như không có hết. Không có hết và không chỉ có dư nữa. Để tránh. Cái vấn đề thứ hai các bạn nói là nếu mà về gắn lên xe cũng được luôn hay là sao anh ạ? Gắn lên xe cũng được thôi, không có vấn đề gì. Nếu mà các bạn có chỗ để trên xe thì các bạn gắn luôn. Còn không chán vô thì tới cái mức nào đó, ví dụ nó tụt xuống 3.6, 3.7 đi, nó chuột xuống 3.6 là các bạn chỉ cần là nó báo bíp 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 liên tục là các bạn biết là pin tụt rồi đó. Còn không là các bạn chơi xong thì các bạn nhét pin vô test. Thì cái này cũng dễ lắm, trên YouTube thì cũng có nói cách test rồi ha, rất là dễ, nghiêm vô từ cái đầu dây này đi vô, từ dây đen này đi vô vị trí là 1, 2, 3, thì 3, 2S thì có 4 lỗ kim, thì 3S thì 5 lỗ kim gì đó, mình nhớ là đúng rồi, 4S là 5 lỗ kim, 1, 2, 3 nó diêm vô ha. Rồi cái này đơn giản lắm, mình có bán trên Shopee hay là Shopee.